Này là gà hay là bò mặt cưa? Dạ heo cưa. Cái này, cưa. Nguyên nguyên xe này là mặt cưa. Đúng rồi, 140 bịch 28 kg. 5 bịch là mẹ cho. 1 2 3 4 5 bịch này là mặt cưa đúng không? Dạ 140 kg. Cái cái thịt này là bò, một bịch nhỏ này là bao nhiêu ký? Dạ 2 kg. Còn cái bịch, còn thịt này? Đây là 5 kg. Gà, gà sai là một bịch 5 kg, dạ. Đúng không? Còn cái này là một bịch 2 kg. Dạ. Chắc ở trong trước. Này tổng cộng là 130 kg gà, rồi 140 kg thịt mặt cưa. Hả? Cái gì nhiều? Dạ, ý là em để đều. À để đều đúng không? À. Ủa sao mình phân biệt cái nào mặt cưa cái nào gà ta? À, được rồi, cái này là hồi nhớ để ngoài nhớ. Mặt ngang này không có gì chỉ gà. Tết thì mặt ngang có gì chỉ gà. Mai chiều chỉ chỗ đi chạy đây lấy giùm cho nó khỏe. Dạ. Nhóc xe hết luôn cả nhà, còn lại nữa, còn lấy gạo nữa. Là thành công mình của mình là 270 kg, vừa mặt cưa vừa gà. Gà là 130, mặt cưa là 140, hai thứ cộng lại là 270 với lại gạo với lại vaccine, hai thùng đó là hai thùng vaccine với lại một số đồ linh tinh ở nhà thì đang dọn đi nữa. Xin chào cả nhà mình. Lên tới Tây Ninh thì bắt gặp chị Phượng, chỉ chạy xe đi cho các bé không? Bên ngoài ăn vậy nè cả nhà. Mắt kêu quay trở lại. Mắt kêu quay trở lại thì trên xe cả nhà thấy đồ vậy nè. Chở đi cho chó quan ngoài ăn cả nhà. Giờ vô đào quà cho con bé nha cả nhà.
tắt đèn ban ngày sao không tắt đèn? Ban ngày sao không tắt đèn? Kêu chị Nhàn qua, kêu chị Nhàn. Chị có 100 cái thịt, chị lại đây. Chị có 100 chị có Mạnh Thường Quân, hai chị em giúp cho các bé của chị là 100 cái gạo ha, 100 cái gạo với lại 10 cái thịt mạc cưa, 10 cái thịt gà. 10 cái thịt mạc cưa, 10 cái thịt gà. Mạc cưa là hai bịch, một bịch là 2 kg, thịt gà là một bịch 5 kg. Với lại 100 cái gạo. Còn bao nhiêu của chị Phượng? Cái này là gà sai nha, gà sai rất là ngon, pha với mặt cười cho tụi nó ăn. Một bịch là 5 kg ha, của chị được 10 kg là 2 bịch. Mạnh Thường Quân, hai chị em tặng cho chị giúp các bé nha. Rồi chị đem cái này về đi, chị qua lấy tiếp, chị qua lấy thịt mặt cưa. Là có nhiều hơn nè, đem bỏ tủ đông đi. Cái này là thịt gà, có chữ gà nè, một bao 5 kg á, căng lên cho tụi nó ăn. Rồi cái đó là 10 kg là 5 gói, 10 kg là 5 gói. Triệt sản hết các bé bên chị chưa? Triệt rồi đúng không? Khỏe mạnh hết hả? Rồi chị ơi, cái đó về đi, chút xíu là tới gạo. Bỏ tủ đông đi. Rồi chừng nào tới gạo em kêu, chừng nào tới gạo em kêu, gạo nằm nước ở trong rồi. Từ từ. Của chị hết á. Bịch 5 kg là thịt gà sai nha, gà ngon nha, sai sẵn, còn gà bịch 2 kg là thịt mặt cưa. Ba cho tụi nó ăn. Để xuống là để Vũ nó phụ sách vô cho, để Vũ nó phụ sách vô cho. Sách ra làm sao, bỏ tủ đông luôn.
hết luôn, xuống hết luôn của chùa Đại Phát Sinh thôi, chùa Đại Phát Sinh với Đại Kim thôi, còn bao nhiêu là xuống hết cho chị Phượng rồi cái đồ nghề của mình thì đưa vô kho. Xin để lại, kim để lại, còn nhiêu xuống hết. Bỏ vô tủ đông đi chị. Dạ. Tủ đông chạy có gì không? Xài cẩn thận nha chị nha. Biết rồi. Xài cẩn thận á, em nói rồi nha. À có một cái này nữa, đúng ra thì em không có nói trên cộng đồng. Nhưng mà em nói em quá quốc ức luôn, em nói cho chị nghe. Con gái Út của chị á. Con bé này nè. Bé Út này nè. Thật sự ra nó còn biết, còn chị của nó không có biết gì hết. Cá ăn cả nhà mình. Chuối này vừa sinh nhật rải phân rồi hoài ra nhiều lắm nha cả nhà. Rải phân xịt thuốc rồi á, với lại tưới nước hôm mùa nắng á, cứu nó lại á, nó sống lại nè. Giờ ra hoài quá trời luôn nha cả nhà. À, hợp đồng xe container rồi nha nha. Tôi nhân hợp đồng 4 5 chiếc xe container lận mới chở đi mới hết chứ 1 2 chiếc chở không hết. Hồi hoài nhiều luôn. Vui cả nhà mình con trái. Đúng nản. Kệ nó vui vui thôi. Này giờ ra cho cá ăn nha cả nhà. Wow. Chưa có hoài nào gà hết. Còn non không à. Hổm rải phân cả nhà mình, rải phân nó mới phật tới được á. Nhân mua phân, mua 2 bao. Rải xuống gốc nó phật lên. Dưới này nhiều cá lắm nha cả nhà nha. Lồng trong tấm lên cho được rồi đó. Ổi chanh chết hết ráo à. Chết mấy đằng sau chết chứ. Rồi dục ngay giữa hồi nó được rồi. Dục xuống ngay, tháo cái bịch ra nha.
không có thuốc nha cả nhà nha. Hồi nó ăn cho thấy. Hồi nó ăn xinh lên luôn. Bự không à, cá nhà tán mà. Nuôi cá nhà tán. Chị bỏ hết này vô tủ đông đi. Chị đừng có bảo thủ kiểu đó, em nói thiệt chị á, em thương chị, thương tụi nó là nói chung là thông cảm mọi mặt lắm, nhưng mà cái nào cái ở đây không phải là người ngoài nói. Em của mình nhắc nhở chị trả lời câu đó, chị nghĩ làm sao? Tàn cả nhà mình ơi, thăm tụi nó đây. Trời ơi, đó cả nhà ơi, thăm tụi nó đi. Tàn năm đứa tụi nó đó, có cái vườn bự cà bá luôn. Sung sướng quá rồi. Năm đứa tụi nó đó cả nhà ơi, sung sướng chưa, nó kêu qua siêu nhân đó. Trời ơi. Nhưng mà mới mổ mà ba không có rời đi con. Ba mới mổ, ba không có rời. Trời ơi, nó leo qua luôn, ông nội ơi. Thôi rời miếng luôn, cho nó đỡ nhớ đây. Trời ơi, nó leo, nó đưa đầu lên luôn. Trời ơi, sao mà dễ thương dữ vậy hả? Leo xuống đi con. Ơi, ơi nó mừng. Má ơi, là má ơi, nó mừng kìa. Năm đứa tụi nó kìa, cả nhà ơi, chịu nổi không? Bye bye con nha, ba đi làm nha. Bữa ba lên thăm nha. Cộng dây điện, máy hàng, máy khoan, máy cắt. Máy cắt bự. Thôi máy cắt bự khỏi đi. Là máy lấy máy cắt nhỏ hả? Ừ, cắt nhỏ thôi. Có thể lấy máy luôn máy điện cũng được nữa. Dạ. Lấy luôn máy cắt điện cũng được nữa mà khỏi lấy máy bự. Rồi hôm nay Mạnh Thường Quân hai chị em tặng cho các bé của chị là thật hồi nãy chị em vô ha. Ở đâu? Rồi cái này của cháu Ngọc ở Mỹ. Cháu Ngọc ở Mỹ tặng cho chị chai dầu ha. Với lại Mạnh Thường Quân hai chị em là tặng gạo với lại thịt mặt cưa với thịt gà xay rồi cho các bé. Với lại Mạnh Thường Quân hai chị em giúp hỗ trợ tiền tiệt sản bảo hiểm luôn. Rồi. Hai vợ chồng xin cảm ơn hai chị em với Mạnh Thường Quân cho chai dầu đó. Cảm ơn rất nhiều, chị cảm ơn em rất nhiều. Để hỗ trợ cho 100 kg gạo với thịt xay. Xài điện xài nước đồ là cân nhắc giữ gìn nha chị ha. Xài điện xài nước đồ cái nào đáng xài thì xài hà tiện lại nha chị nha. Hai ngày tôi nghe em nữa, khi nào vô lắm có bữa là canh sạch sẽ quá. Dạ thì em nói vậy thôi, xài điện xài nước là xài cho đúng việc cần ha. Đừng phung phí. Bé nhỏ đó ở đâu đó. Cú là gì? Cú ông sao nghiệp quá chịu không nổi à, ông đi làm thành phố á. Dạ. Bữa nay đi thành phố nó rồi đi làm rồi. Dạ. Cho nuôi nó đó luôn này là kho đồ nghề mà giờ nó lung tung chỗ này, giờ để vô sợ chuột nó cắn cả nhà mình, giờ phải làm lại chứ thôi chuột nó vô nó cắn hết cái kho đồ nghề của siêu nhân. Còn
ở trước nữa chứ phải là ở đây không đâu, ở trước nhiều lắm luôn. Để sợ chuột nó vô nó cắn nè. Cái này là mua mấy tấm kia thả lên thôi, căng căng cái miếng này lên lại nè, căng cái góc nó lên lại, rồi mua mấy tấm kia thả lên cho nó cứng lại là chuột nó mới vô được, làm lại cái cửa là xong. Nè chị đếm cái này phải 4 triệu không, phải 4 triệu không? Một trăm ký thịt mặt cưa, 100 ký thịt gà sai, ha, 4 triệu đồng, 300 ký gạo, nhưng mà giờ gạo chưa có đủ, ha, thì giờ chị cứ lấy là 200 ký gạo, rồi bắt đầu là mấy bữa nữa em trở lên cho đủ luôn, thì cái này là của Mạnh Quân, hai chị em phụ giúp cho chị nuôi các bé, ha, 4 triệu đồng, 100 ký thịt mặt cưa, 100 ký gà sai. À, với lại 300 ký gạo, thì đây là của Mạnh Thường Quân, hai chị em phụ giúp cho trạm của chị nuôi tụi nó ha. Rồi vừa rồi bà bác sĩ Bình lên chích ngừa tụi nó, ý thiến tụi nó sao rồi, chưa thiến được đúng không? Thiến được 5 con, còn mấy con nó bệnh. Rồi cái này là một chai dầu này của em, của cháu Ngọc ở bên Mỹ, em Ngọc ở bên Mỹ tặng cho chị ha, để cho chị ví dụ có gì ban đêm ban hôm thì có nóng sốt cho mũi trắng gì đó, rồi có chai dầu sức đó, là chai dầu của em Ngọc ở Mỹ tặng cho chị. Cho chị cảm ơn em Ngọc tặng cho chị chai dầu, chị cảm ơn em nhiều, chúc cho cha em được nhiều sức khỏe. Rồi tất cả cái phần quà hôm nay là của hai chị em tặng cho chị. Hai chị em không có tên luôn, tên hai chị em đó sao không tên, tên hai chị em đó. Chị em rất nhiều, chúc cho hai chị được nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Dạ rồi. Những gì em nói trong với chị là chị nhớ nha. Ha, em không muốn nói đi nói lại nha. Em đàn ông em ít nói lắm, em không muốn nói đi nói lại mấy cái đó nữa. Ha, chị nhớ giùm em nha. Dạ.